Hôm nay xe về showroom cũng khá là nhiều. Còn xe này bản đặc biệt 2019 nè. Con Focus này cũng mới về nè. Con Elantra Sport này cũng mới về nè. Con Rondo mới về. Con kia thì về được mấy bữa rồi. Fortuner cùng một số xe ở trong showroom nữa. Rồi hôm nay em sẽ quay chi tiết cho anh chị xem con xe này cũng mới về nè. Hyundai Avante máy 1.6 số tự động 2014 và đặc biệt lăn bánh là 2016 luôn anh chị. Chỉ có 366 triệu thôi. Anh chị có một cái xe phân khúc C đến từ thương hiệu Hyundai, đi rất là rộng rãi, đậm chắc và cực kỳ tiết kiệm luôn. Máy rất là êm. Xe vừa lên nguyên một dàn vỏ mít nè anh chị. Đó, vỏ Michelin dày cui luôn. Đó, dàn vỏ này là hết 12 triệu mấy á. Để em đi một vòng tổng thể cho anh chị xem ha. Xe này biển Sài Gòn, một chủ mới từ đầu. Đó, xe này lăn bánh là tới 2016 luôn. Đi giữ gìn rất là kỹ. Chuẩn xe gia đình luôn nha anh chị. Không kinh doanh dịch vụ gì hết. Đây cái trái đèn nè, thiết kế nhìn rất là mềm mại. Bí LED, có 4 mắt LED ở đây nữa nè. Đó, biển Sài Gòn luôn, 57771. 51F ha. Xe này mang màu bạc nha anh chị. Đó, xe em đang nổ máy luôn á. Một xe phân khúc C mà đi rất là đậm chắc và rộng rãi lắm, có cửa sổ trời luôn. Đây, mâm đúc ở phía dưới là có cái lường, có cái giải mạ rôm nè anh chị. Đó, nó sáng cái lường xe lắm. Xe này thì bên em đã dọn rửa spa sạch sẽ rồi. Anh chị lấy về trước đi thôi. Đó, gọn gàng sạch sẽ. Avant. Đó, Avant. Hyundai. Để em vào nội thất cho anh chị xem ha. Mấy con xe này lâu lắm rồi bên em mới mua được. Bữa trước em có về một xe này màu đen mà. Về là giao về ở Nghệ An. Anh khách ở Nghệ An coi phát là chốt liền. Coi video là chốt ngay lập tức liền. Bởi vì mấy con xe này phân khúc xe mà bây giờ chỉ có 300 mấy thôi. Đi rất là lành, rộng rãi, thiết kế đẹp. Này, có cửa sổ trời đây nè anh chị. Đó, bây giờ Hyundai đi nó tiết kiệm đó anh chị. Đó, cửa sổ trời. Đó, xịn sò chưa? Có cửa sổ trời này mình đi mình cảm giác nó rất là rộng rãi. Đây cho anh chị xem nội thất nè. Đó, người ta gắn thêm cái màn hình ở phía kia là cái cam lùi nha anh chị. Đó, nội thất còn rất là mới anh chị. Đó, nội thất là màu này là màu kem. Em đang nổ máy luôn, máy nổ rất là êm. Cái dòng này ngồi rất là rộng rãi luôn chị, phân khúc C mà, cùng phân khúc lại Elantra, Cerato, Mazda 3, Civic. Đó, tắp bi cửa nè, tay mở cửa nè, còn sáng lóa. Đó, gương dính điện luôn ha. Ở đây là mở cốp ở đây. Đó, hết nè anh chị. Xe này dành cho mấy anh chị nào mới biết lái thì chạy con này là quá ok. Êm, tiết kiệm mà đi rất là lành, không hề hư vặt và bảo trì bảo dưỡng rất là rẻ. Đây, để em trượt cái ghế lại chút xíu ha, anh chị xem. Đây, đồng hồ nè anh chị. Cần vô lăng nè. Đó. Cái vô lăng này đã lái chính xác lắm á. Gầm bệ chắc chắn, đi rất thoải mái. Chìa khóa nè anh chị, chìa khóa nó có remote luôn ha. Chìa khóa là đủ hai chìa luôn. Đây. Cụm điều khiển ở đây nhìn cũng khá là xịn sò chứ. Có mặt đồng hồ ở đây luôn nè. Đó. Điều chỉnh nhiệt độ nè, quạt nè. Đó. Ở đây là học đựng đồ ở trong này nữa. Đó, rất là tiện dụng. Ở dưới này là có cổng sạc. Full. Có học để tiền nữa, giấu tiền. Ở dưới là cổng USB AUX, cổng sạc, cổng 12V. Ở đây là cần số nè, cần số người ta nhà sản xuất người ta bọc thêm cái này nhìn nó sáng lắm. Đó, chỉ có 300 mấy thôi, có chiếc xe phân khúc C. Rất là chất, nội thất zin theo xe đó anh chị. Ghế này, ghế da zin theo xe nè. Ôi nó mềm lắm. Đó. Cứng cáp, mạnh mẽ. Để em lùi cho anh chị xem cái cam lùi ha. Đây là cái cam lùi lắp thêm nè anh chị. Đó. Ok, để em ra mở kho máy cho anh chị xem nha. Đây. Cho anh chị xem lại một lần nữa. Xe này thì anh chị coi trực tiếp á, nó còn đẹp hơn vậy nữa. Quay vào thì nó không còn đẹp đâu. Đó. Coi trực tiếp ở ngoài nhìn những cái chi tiết này nè anh chị. Nó bóng lắm, sáng lắm, rất là sáng. Đây, những cái chi tiết này nè. Còn bóng loáng á. Anh chị nhìn nè. Đó, mấy con xe này người ta đi dữ lắm. Ok, mở kho máy cho anh chị xem nha. Dạ đây, máy xe nè anh chị. Đó, máy móc sạch sẽ, nổ êm rua.
Xe của Hyundai làm nổ cực kỳ êm luôn, và máy đi rất là lành luôn chị, bảo trì bảo dưỡng rẻ rè. Đây, giờ con roi đang quay nè. Đây, máy là có dấu chấm sơn của nhà sản xuất được hết ha. Đó, máy móc còn nguyên zin hết, chưa đụng chạm gì hết trơn á. Cam kết chất lượng tuyệt đối cho anh chị ha. Cam kết về động cơ hộp số chưa từng đại tu nè, không đâm đụng thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, và tất cả xe đều đủ điều kiện để sang tên hết ha. Anh chị mua xe bên em hồi nào giờ đã biết rồi. Xe thì chỉ có những xe chuẩn chỉ thôi, không bao giờ có những chiếc xe tàu lao đâu, nên chị yên tâm. Bán xe thì bên em sẽ cam kết bằng văn bản cho anh chị rõ ràng ha, cam kết chất lượng tuyệt đối cho anh chị hết. Và khi mà anh chị mua xe bên em, sau này muốn đổi xe lên đời thì bên em sẽ hỗ trợ thu lại giá tốt cho anh chị luôn, nên chị đi thoải mái luôn ha. Rồi, xe này bên em đang chào bán với mức giá chỉ có 366 triệu thôi nha anh chị. 366 triệu anh chị có chiếc xe Hyundai Advent phân khúc C, đi rất là đầm chắc, tiết kiệm, bảo trì bảo dưỡng rẻ và phụ tùng rất là dễ tìm. Anh chị quan tâm xe này liên hệ cho em liền nha, qua số điện thoại 0972 608010 hoặc là 0707 272707. Alo cho em thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị nhanh, tốt và nhiệt tình nhất luôn. Đó, xe thì chuẩn chỉ, không có gì để bàn đâu. Xe bên em mua nhập vào công ty rất là kỹ nên chất lượng sẽ đảm bảo tuyệt đối cho anh chị ha. Rồi, cảm ơn anh chị xem video nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để luôn cập nhật những xe và những sản phẩm mới nhất bên em nhé. Và em có thu mua xe luôn, anh chị nào muốn bán xe thì cứ liên hệ cho em. Xe không đâm đụng, không thủy kích và giá cả hợp lý thì bên em sẽ thu hết. Rồi, cảm ơn anh chị xem video nha. Bye bye.